Chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Web Life hay là Linh Hà Lan. Linh đang ở thành phố Hồ Chí Minh và đi tới Vincom Center ở trên đường Trần Hữu Cảnh, đúng không ta? Nguyễn Hữu Cảnh, xin lỗi mọi người, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Thì ở đây Linh nghe nói mọi người đây là một cái mall thật là lớn. Và hình như mấy năm vừa rồi, trước khi dịch đó Linh có đi rồi nhưng mà Linh không có nhớ. Bây giờ đi trở lại đây coi có gì để mình mua sắm không, hoặc là có cái gì để cho mình ăn hay không. Tại vì Linh nhớ ở những cái mall như vậy có bán rất là nhiều thức ăn, và cũng như là cái sự đa dạng của thức ăn để cho mình dễ lựa chọn hơn đó cả nhà. Những cái con này thấy cưng quá ha. Thì ở đây cũng có cái tiệm này Uniqlo, đúng không? Không biết, nhưng mà cái tiệm này cũng rất là phổ biến ở bên Linh, cũng có ở bên Đức, bên Áo, bên gì Linh cũng thấy hết. Trong cái mô này thì giá cả tương đối là mắc, nhưng mà mình chủ yếu mình đến ăn. Thì mình khám phá ra Haidi Lao. Cái lẩu Haidi Lao này á, là rất là nổi tiếng rồi, nhưng mà với Linh thì đây là lần đầu mà Linh trải nghiệm. Thì Linh sẽ cho các bạn biết cái kinh nghiệm của Linh là nó không có hay gì lắm. Vì Linh là đã thấy cái combo ở đây là một như vậy nè, là 220.000. Linh chọn cái combo này nhưng mà Linh đã bị sai. Linh chọn một cái lẩu cho một người ăn thôi, nhưng mà cuối cùng Linh chọn một cái lẩu cho bốn người ăn và một mình Linh phải ăn cái lẩu đó, tại vì Linh đi có một mình thôi cả nhà. Bây giờ thì Linh sẽ mời cả nhà trải nghiệm cái lẩu Haidi này với Linh nhé. Haidi Lao gì đó Linh quên mất rồi. Xung quanh ngay chỗ bán lẩu này cũng có rất là nhiều quầy hàng. Mình view tí cho các bạn coi cái quầy hàng trung tâm chỗ này là như thế nào nha. Ở phía trước là có một cái Vinmart, một cái gọi là siêu thị cả nhà. Mình thì không vào bên trong, nhưng mà mình cho mọi người biết là ở đây có cái siêu thị. Và ở đây là không biết cái quầy này có phải thuộc cái hệ thống lỏng hay không, mà mình thấy để đây và mọi người cũng có thể tự chọn để uống, nhưng mà mình không có chọn, mình chỉ quay cho các bạn xem thôi. Vào đây thì Linh thích, tại vì ở cái khí hậu của Việt Nam á, nó nóng kinh khủng lắm, cho nên ở mấy cái chỗ này thì Linh cảm thấy nó dễ chịu hơn tí. Linh có thể đi tà tà, không có sợ bị nóng. Và bây giờ mình vào mình ăn lẩu nhé. Ở đây thì có những cái loại gọi là mình kêu cái topping riêng đó cả nhà. Trời ơi, Linh cái lần đầu tiên Linh vào đây Linh ăn, Linh thiếu kinh nghiệm cho nên Linh tốn tiền quá trời luôn. Trời ơi, thì có đây là cái phần này nè, cái chỗ này nè, là mình phải muốn sử dụng nó thì mình phải trả 40 ngàn. Linh trả 40 ngàn mà thật ra Linh đâu sử dụng gì đâu, tại vì Linh có ăn mấy cái trái cây đó thôi. Rồi với lại cái đậu bắp này nè, chút xíu cái này gọi là cái cải khô ngâm chua hay gì gì đó cả nhà, nhưng mà vậy đó, lại một lần hai lần là thôi, không có lấy nữa, tại vì quá trời quá đất Linh ăn không có nổi. Ở đây nếu mà đi đông người đó cả nhà thì đúng là tuyệt vời khi mà chọn cái chỗ này, tại vì mình sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Bây giờ người ta dọn lẩu ra cho mình đây. Linh gọi thêm cá nè, gọi rong biển nè, rồi tầng ô nè, rồi cái gì nè, thịt dăm, rồi củ sen, rồi nước lẩu này là nước lẩu của tất cả ta, nước lẩu gọi là cái gì á mà nó rất là bổ dưỡng. Xong rồi Linh lại đây, Linh cũng bắt chước người ta, Linh chọn cái này cái kia. Linh chọn gia vị để Linh nêm thêm. Mà thật ra có ăn có hết thì thôi, hay không thì các bạn theo dõi tiếp cho Linh nhé. Linh theo dõi cái sốt này, sốt miso hay sốt gì đó, một chút muối để nêm vào cái lẩu mà kêu Linh là Linh muốn ăn cái lẩu gọi là lẩu Thái nữa, cái bên nữa đó. Cái lẩu này là 4 ngăn thì dành cho 4 người rất là thích hợp, hoặc là 8 người. Còn mình thì mình đi một mình ăn 4 ngăn cho nên mình chỉ trải nghiệm 2 ngăn thôi. Nếu không thì mình thành ra là bỏ phí.
ớt nè, có tỏi nè, nhưng mà hôm nay Linh không ăn tỏi. Đây là bột nêm. Mình chơi tá lả vào. Mình coi như đây là một sự trải nghiệm rất là ngây ngô và ngu ngốc của mình. Vì mình trả tiền rất là nhiều cho nên mình cảm thấy mình rất là ngu ngốc. Bây giờ mình đem lại, mình bỏ vào cái nồi lẩu. Đó, kế bên cái lẩu, rồi từ lẩu dưỡng thực gì đó, thì Linh bỏ cái chén này vào để Linh làm thêm một cái nồi lẩu theo cái gia vị mà Linh muốn. Một tay em quay một tay làm cho các bạn xem thì hơi khó một tí, mọi người thông cảm nhé. Bây giờ phải làm như vậy thì mới đổ hết cái chén này ra được, khi mà mình một tay cầm máy quay và một tay cầm nước súp. Bây giờ thì Linh sẽ cho một số thức ăn đây, cho cái thịt nạc dăm vào. À, này là chả cá. Chả cá, mình thích ăn chả cá lắm, cho nên mình cho vào. Củ sen nữa. Cho thêm thịt nạc dăm vào, tiếp vô cái ngăn khác. Cũng chả cá luôn vào cái ngăn khác. Đây là rong biển. Rồi, tầng ô. Với Linh nha, Linh nghĩ như vậy là đã rất là nhiều rồi. Một cái phần như vậy Linh ăn là muốn chết Linh rồi. Nhưng các bạn sẽ rất là bất ngờ khi chuyện gì xảy ra với Linh và tại sao Linh lại nói cái review này ở đây với các bạn. Đây, cái chén của Linh đã xong. Không, cái chén này không phải xong. Cái chén này là Linh lấy ở đằng kia. Đồ nguội á, chỗ làm gỏi rồi sẵn. Cái này đó là cải khô, hồi nãy mình quay cho các bạn xem á, ăn rất là ngon. Các bạn thông cảm cho mình có vấn đề về mắt cho nên mình đang đeo mắt kiếng nha cả nhà, chứ không phải là mình làm màu làm mè gì vào đây ngồi đeo mắt kiếng đâu nha. Mình ăn cái khai vị này rất là ngon lành. Nói chung là mình thấy được cái khai vị này, mình thấy rất là ngon. Nó vừa miệng, nó không có ngấy gì cả. Đậu bắp cũng rất là giòn. Nó họ luộc có luộc giòn và cái đồ chua, gọi là cái đồ chua thì nó rất là ngon. Đây, các bạn nhìn đây. Đã thấy gì chưa? Một điều kinh khủng đây. Đây là cái phần 220 ngàn đó các bạn. Khi mà Linh vào đây Linh ngồi. Các bạn Linh nói đây là lần đầu tiên Linh tới, cho nên Linh không biết ăn như thế nào. Các bạn hướng dẫn cho Linh nha. Thì họ đem cái menu lại cho Linh. Linh mới order, Linh mới đặt là mấy cái rau củ quả như các bạn đầu tiên đã thấy, giống như là cái củ sen nè, rồi chả cá rồi đó. Linh nghĩ là đó là một phần của Linh. Đến khi mà Linh mới bắt các bạn đem ra thì Linh mới lấy sực nhớ lại rằng á, thì ra là hồi nãy là mình đã kêu cái phần mà 220 ngàn rồi. Cho nên khi các bạn đem ra, Linh nói thật là Linh chón luôn cả nhà. Linh không có ăn được rất là nhiều món. Tại vì quá trời quá đất rồi. Cho nên Linh chỉ chọn vài số món Linh ăn thôi. Còn tất cả lại là Linh phải gửi các bạn lại á. Linh gửi lại và Linh trả tiền cho các món đó. Như là món cái món mà chả cá mọi người hay thấy. Cái món mà thanh cua đó cả nhà. Là Linh không có ăn rồi nha. Linh cũng không thích ăn thịt bò nữa. Cho nên Linh cũng trả lại luôn. Rồi viên tôm á thì hôm nay cái mắt mình bị đau cho nên Linh không ăn viên tôm. Linh trả lại luôn. Coi như là cái phần 220 ngàn đó Linh chỉ ăn có hai bao bỉ trong đó thôi, mắm nè. Rồi hình như là cái đậu bắp gì đó, để chút Linh coi có không nha cả nhà. Cho nên Linh cái thấy trải nghiệm này thì Linh thấy hơi bị đắt đỏ với Linh. Nghĩa là Linh không có trách cái nhà hàng đâu. Nghĩa là tại vì Linh không có đủ kinh nghiệm nè. Linh không có gọi là không có hỏi rõ ràng. Cho nên mình đã thay vì á, đây là đậu hũ cá rất là ngon. Thì thay vì
cái này là xúc xích nào Linh ăn được thử một cái, một trong cái phần đó, khẩu phần đó là chả cá với lại xúc xích là hai loại Linh ăn và nấm rồi thôi, còn như là bỏ hết rồi. Linh nói người ta đem vào đi, tại vì nếu mà không á thì bỏ rất là uổng, đem vào để cho bà bán cho người khác ăn. Thì bây giờ Linh phải cấm cuối Linh ăn, Linh ngồi Linh ăn thật là lâu để cho nó hết cái phần đồ ăn của Linh, chứ nếu không á thì trời ơi phí tiền lắm cả nhà. Thì Linh nói rồi là Linh không có trách đó, chỉ có Linh là tìm hiểu không kỹ. Và khi mà Linh vào thì Linh nói Linh chọn cái khẩu phần 220.000 rồi, và cũng nói là Linh đã vào lần đầu tiên để trải nghiệm cái lẩu này. Thì không hiểu sao mà nó thành ra quá trời khổng lồ, quá trời kinh khủng như thế. Cho nên mình cũng hơi bị bất ngờ và cũng hơi bị buồn chút chút đó nha. Thật ra cũng buồn nhiều á, giờ ngồi edit lại thì vẫn buồn á, thấy mình tốn tiền, gọi là mình vứt tiền của mình đi á cả nhà. Mà trời ơi, Linh tiết kiệm lắm, cả nhà biết rồi đó, Linh tiết kiệm lắm. Cho nên khi mà vứt tiền của Linh đi một cách như vậy á, Linh cảm thấy rất là đau lòng á. Lẩu á thì ngon, đồ ăn thì tươi. Nói chung là cái trải nghiệm đầu tiên của Linh nó nửa vui và nửa buồn. Nó lạ lùng và nó hơi bất ngờ, và ăn cực kỳ nhiều luôn. Mọi người thấy bên kia có mì không? Linh cũng không ăn luôn. Bây giờ Linh ăn trái cây. Linh ăn ổi và củ sắn. Cái hai cái món này Linh rất là thích. Và Linh thì bỏ mì nè nha. Rồi mọi người thấy mấy cái trứng cút đó ăn cũng không nổi luôn, ăn cái hai cái trứng cút thôi là thua rồi. Đây là cái cảnh phía bên trong quán lẩu. Mỗi cái bàn như vậy họ có một cái lỗ vuông vuông để cái nồi lẩu. Cái này á, thật sự là rất thích hợp với gia đình, và nhất là gia đình có trẻ nhỏ. Còn đây là cái quầy, họ có hai quầy. Thì cái quầy này á, là cũng giống như cái quầy đầu tiên Linh giới thiệu cho các bạn. Thì kế bên đó, đối diện với đó là có rau câu, có đồ ngọt. Linh sẽ suy nghĩ thêm mình lấy cái gì để ăn cho xứng đáng đồng tiền mình bỏ ra coi. Rồi cuối cùng Linh sẽ chọn một cái rau câu dứa, là rau câu lá dứa này. Chút xíu thôi, ăn lấy vị thôi. Và đi chuẩn bị đi về bàn để ăn. Mỗi cái bàn này á, là Linh thấy cho 4 người, nhưng mà Linh không biết là có cái phòng lớn hay không nha. Ở đây có đậu Hà Lan đã luộc sẵn và bánh phồng tôm. Hai cái này á, Linh chưa có ăn. Thật sự bây giờ muốn ăn cũng được, nhưng mà ăn không nổi nữa, cho nên thôi không ăn. Đang ngồi thì thấy các bạn này họ làm mì. Mình quay bị trễ rồi, mình quay là khi các bạn đã bắt đầu kết thúc rồi. Đây cái bill của mình đây các bạn. Cái bill của mình là 500 mấy. Ê, Linh qua Linh thấy 500 Linh quán rồi. Thực ra là 464.000. 464 một mình Linh ăn đó cả nhà. Một cái phần lẩu mà như vậy là quá nhiều luôn. Linh cảm thấy rất là kinh khủng. Nhưng mà thật ra thì ăn chỉ có một chút thôi. Và đây là trải nghiệm mới mẻ của Linh nữa, đó là đi làm nail. Thì các bạn phục vụ rất là dễ thương. Linh thì không phải là người thích làm nail đâu, Linh ít làm nail lắm, là không làm luôn. Tại vì nó liên quan tới công việc của Linh đó, thì Linh không có làm nail. Nhưng mà các bạn ở đây á, đây là kỳ nghỉ của Linh, cho nên Linh cũng muốn trải nghiệm ít mới mẻ. Các bạn hướng dẫn cho Linh chọn màu nè, và chọn cái gọi là cái móng nào nó thích hợp với bàn tay cùi bắp của Linh. Bàn tay Linh rất là cùi bắp như cả nhà, cho nên cả nhà coi thì đừng có chê xấu, tại vì đâu có ai muốn bàn tay bằng chân của mình xấu đâu cả nhà. Ai cũng muốn thắng xương luộc hả, nhưng mà nó xấu thì cũng chịu thôi. Ở đây có mấy cái màu dễ thương quá, và Linh đã chọn cái màu đỏ cho bàn tay của Linh rồi nè. Thật ra là Linh rất là thích cái màu đỏ, tại vì cái da tay của Linh nó không có trắng trẻo như người ta. Nếu những sơn, những cái màu chìm thì nó làm cái tay Linh rất là xấu, cho nên thôi. Một là cái màu nhẹ nhàng, còn hai là chưa luôn cái màu nổi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh nha. Đây tay cùi của Linh đây. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà một ngày thật là vui. Và nhớ like, subscribe cho Linh nhé. Subscribe cho Linh nha. Bye bye.